Ôn tập giữa học kỳ 1 môn hóa học chính. Kiến thức trọng tâm là chương 1 các loại hợp chất vô cơ và mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Các hợp chất vô cơ có 4 loại: oxide, acid, base và muối. Tính chất hóa học của oxide. Tính chất hóa học của acid. Tính chất hóa học của base. Tính chất hóa học của muối. Một số hợp chất vô cơ quan trọng. Các phản ứng điều chế: CaO, SO2, H2SO4 và NaOH. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Từ basic oxide tạo thành muối. Từ acidic oxide tạo thành muối. Từ basic oxide tạo thành base. Từ base tạo thành basic oxide. Từ acidic oxide tạo thành acid. Từ base tạo thành muối. Từ muối tạo thành base. Từ acid tạo thành muối. Và từ muối tạo thành acid. Các dạng bài tập. Thứ nhất, viết phương trình hóa học. Hoàn thành phương trình hóa học nếu có. Chúng ta xác định nếu phản ứng xảy ra, chúng ta hoàn thành phương trình hóa học. Nếu không có phản ứng, thì chúng ta không viết phương trình hóa học. Bổ túc phương trình hóa học. Dựa theo tính chất hóa học và các phản ứng điều chế, chọn chất thích hợp, bổ túc vào các phương trình. Thực hiện chuỗi phản ứng. Chọn chất, viết phương trình theo hiện tượng. Khí cháy trong không khí là khí H2. Dung dịch màu xanh lam là dung dịch muối đồng. Dung dịch màu vàng nâu là dung dịch muối sắt hóa kỳ 3. Từ các chất, viết phương trình điều chế. Nêu hiện tượng, viết phương trình hóa học. Nêu hiện tượng quan sát được khi nung nóng một ít COOH 2 lần. Chúng ta quan sát lại hình. Thấy được COOH 2 lần từ chất rắn màu xanh chuyển dần thành chất rắn màu đen có hơi nước xuất hiện. Nêu hiện tượng quan sát được khi cho từ từ dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa một ít COOH 2 lần. Chúng ta quan sát lại hình. Thấy được COOH 2 lần tan dần, dung dịch chuyển thành màu xanh. Dạng tiếp theo là nhận biết dung dịch. Nếu các dung dịch cần nhận biết thuộc loại acid, base hay muối, chúng ta có thể nhận biết bằng giấy quỳ tím. Giấy quỳ tím hóa xanh là dung dịch base, giấy quỳ tím hóa đỏ là dung dịch acid, còn không hiện tượng là dung dịch muối. Nếu trong các dung dịch cần nhận biết có gốc SO4 và gốc Cl, thì chúng ta sẽ ưu tiên nhận gốc SO4 trước bằng dung dịch BaCl2. Có xuất hiện kết tủa trắng là hợp chất có gốc SO4, còn lại không hiện tượng. Nếu trong các chất cần nhận biết có gốc Cl, chúng ta có thể nhận biết bằng dung dịch AgNO3. Có kết tủa trắng là NaCl, còn lại là NaNO3. Phần liên hệ thực tế, các em xem thêm các thông tin liên quan đến một số hợp chất vô cơ quan trọng, bao gồm điều chế, ứng dụng. Cuối cùng là bài toán tính theo phương trình hóa học. Để làm bài toán tính theo phương trình hóa học, chúng ta cần có số mol. Các em ôn lại công thức tính số mol theo đề.
một bài tập cụ thể, ví dụ cho 15,5 gram sodium oxide Na2O tác dụng với nước, thu được 0,5 lít dung dịch base. Yêu cầu thứ nhất, viết phương trình hóa học. Yêu cầu thứ hai, tính nồng độ mol của dung dịch thu được. Yêu cầu thứ ba, tính khối lượng dung dịch H2SO4 19,6% cần dùng để trung hòa dung dịch base nói trên. Tóm tắt lại đề bài, chúng ta có phản ứng giữa Na2O với nước tạo thành sản phẩm là NaOH, có khối lượng Na2O, có thể tích dung dịch NaOH. Để yêu cầu tính nồng độ mol của dung dịch NaOH. Phản ứng thứ hai là giữa NaOH và H2SO4, có nồng độ phần trăm của H2SO4, yêu cầu tính khối lượng dung dịch H2SO4. Hướng dẫn, từ khối lượng Na2O, chúng ta có thể tìm được số mol Na2O. Sau đó viết lại phương trình. Dưới phương trình là hai hàng số mol. Hàng thứ nhất, hạ hệ số xuống làm số mol theo phương trình. Hàng thứ hai, thế số mol Na2O vừa tìm được vào. Nhân chéo chia ngang tìm được số mol của NaOH. Từ số mol NaOH cùng với thể tích dung dịch NaOH đề bài đã cho, chúng ta có thể tính được nồng độ mol của dung dịch NaOH. Từ phương trình trên, chúng ta đã có số mol NaOH. Viết phản ứng giữa NaOH và H2SO4. Dưới phương trình cũng sẽ có hai hàng số mol. Hàng thứ nhất, hạ hệ số xuống làm số mol theo phương trình. Thế số mol NaOH vào phương trình, nhân chéo chia ngang tìm được số mol H2SO4. Từ đó tìm được khối lượng H2SO4 và sau đó là tìm được khối lượng dung dịch H2SO4. Bài tiếp theo, người ta dùng dung dịch HCl1M để hòa tan vừa đủ với 6g Mg được dung dịch A, tính thể tích khí thu được. Thể tích dung dịch HCl đã dùng, khối lượng dung dịch NaOH 10% vừa đủ tác dụng với dung dịch A trên. Đầu tiên chúng ta có phản ứng giữa Mg và HCl tạo thành MgCl2 và H2, có khối lượng của Mg, có nồng độ mol dung dịch HCl. Yêu cầu thứ nhất, tính thể tích khí H2 ở điều kiện chuẩn, tính thể tích dung dịch HCl. Phản ứng thứ hai giữa NaOH và dung dịch A, tức là dung dịch MgCl2. Đề bài cho nồng độ phần trăm của dung dịch NaOH, yêu cầu tính khối lượng dung dịch NaOH. Hướng dẫn, từ khối lượng Mg chúng ta sẽ tìm được số mol Mg. Sau đó viết lại phương trình. Dưới phương trình có hai hàng số mol. Hàng thứ nhất, hạ hệ số xuống làm số mol theo phương trình. Hàng thứ hai, thế số mol Mg vào phương trình, nhân chéo chia ngang tìm những số mol còn lại. Từ số mol H2 mình tìm được thể tích H2. Từ số mol HCl tìm được thể tích dung dịch HCl. Chúng ta có số mol MgCl2. Viết phương trình phản ứng giữa NaOH và MgCl2. Dưới phương trình cũng có hai hàng số mol. Hàng thứ nhất, hạ hệ số xuống làm số mol theo phương trình. Thế số mol MgCl2 vào phương trình, nhân chéo chia ngang tìm được số mol NaOH. Từ đó tìm được khối lượng NaOH. Và sau đó tìm được khối lượng dung dịch NaOH. Chúc các em ôn tập tốt!